đó, máy Bisu model 500W. Đang test thử cho anh khách. Công suất là 75 kg chạy 24 giờ, máy bào ra rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với các mẫu mà 300W. Và đá nãy giờ không tan nè, độ lạnh sau giúp tuyết nó không có tan. Nếu mình xài cái này, cái lử này lâu mình có cần phải thay khỏi là gì? Bà nó giống nhiều trời không chứ, gắt bầy không có gì, không có chi phải bảo trì bảo dưỡng gì nhiều hết, cứ rứa mà dùng thôi. Như một ngày xài bao nhiêu tiếng rồi ai biết, về xài thấy mùa tháng nóng rồi thôi, nóng mấy rồi tháng nóng quá rồi thôi dừng. Ví dụ như mình xài thì đâu phải là mình chạy liên tục như đấy, chạy cũng phải được 3-4 tiếng, liên tục 3-4 tiếng, hiểu chưa? 3-4 tiếng thì giờ cao điểm thôi, chứ đâu phải lúc giờ nào quán cà phê mình cũng đông người như đây, như đúng không? Nên dù có vô tư người dùng, không có trường hợp mình chạy 24 đâu.